sâu đục vào thẳng vô trái mít như vậy thì coi như là chúng ta hết bán buôn được rồi quý bà con. Và quý bà con có nuôi ao cá thì coi may ra chúng ta còn 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 có thể là vun đắp được chút xíu khúc này, có thể thấy được giá trị sử dụng của nó. Thường nói ở ngoài miền ngoài á, mít á, tất cả các loại luôn thì Hằng Anh đều thấy như chúng ta trồng số lượng nhiều, nên thường mít với bà con chúng ta không có bao trái giống như miền Tây, nên nó là những cái con sâu đục trái này nè, nó rất là dễ bà con, dễ để leo trèo vào cái trái của mình và đục như thế này. Đục như thế này là bà con biết coi như nó đen rồi, nó đục một lỗ vậy là coi như không nhắm mắt mà sờ sờ thì cũng thấy nữa, thì chắc chắn cái anh cắt mít thì chắc sẵn sẽ thấy là những cái hàng này sẽ sâu rồi này, sâu nè, úng nè, xe đen là phải dạt ra. Thì hai cái trái mít ở trên cành cũng chuẩn bị thu rồi, nhưng mà coi như là không có thể nào mà chúng ta bán được cái giá nào cả. Vậy thì chúng ta cần phải lưu ý khi mà nuôi với mít, chăm trái mít Thái, không chỉ là giúp cho nó to ký, to trái rồi nặng ký không, không chỉ là lên màu đẹp không, mà chúng ta còn phải bảo vệ cái trái mít của mình trước những cái tác nhân sâu hại có thể có, như là ruồi vàng đục trái nè. Ruồi vàng đục trái nó còn nguy hiểm hơn, mà con nó chích có một lỗ ha, rồi sau bắt đầu nó thả cái ấu trùng vào trong đó. Khi nó trưởng thành, bắt đầu con giò nó tấn công từ bên trong, nó cũng làm ăn hết guồng từ bên trong luôn, cực kỳ nguy hiểm luôn. Và thứ hai nữa là con sâu non, con sâu nó nở ra và nó ăn như thế này, nó do cái con bướm không biết nó đã đẻ trứng ở đâu đó không biết, mà tự nhiên cái con sâu non nó mò tới nhá, con sâu non nó mò tới và nó đục vô cái trái này, nó bắt đầu vô bên trong, nó đục khoét bên trong, đục mạnh luôn và làm cho cái trái mít của mình, mà con thấy nè, những cái lớp này. Đó, còn không chỉ là trên mít, ở trên sầu riêng hay trên bất cứ cái trái gì cũng vậy, khi mà bị sâu đục rồi coi như là trái đó người ta sẽ bỏ, không có để nữa. Năm nay thì làm mít Thái có vẻ cũng hơi khó, mà anh đi nhiều vườn, thứ nhất là hiện tượng sơ đen dễ bị nè, do mưa nhiều sơ đen nhiều, vườn á do mưa nhiều quá chúng ta cũng hạn chế đi lại, thành ra là bị cái gì bà con, bị sâu hại cũng nhiều. Và tiếp theo nữa là do mưa nhiều thì cái lượng nước mưa nó xuống thì nó cũng rửa trôi đi một phần các cái nguyên tố trung vi lượng rất là cần thiết cho cây, đặc biệt là cần thiết cho cái vỏ của cái trái mít Thái chúng ta, đó là canxi, và làm cho cái vỏ chúng ta bị thiếu canxi và bị nứt, đánh OX cũng khá là nhiều. Trái này coi như là cũng hơi đạt đạt nè, có những trái là nó nứt toát luôn, như trái này con thấy là đánh nứt toát như thế này, nhưng mà không sao nè, mà con coi mũi nè, chích rõ tư luôn rồi. Nhưng mà không sao bà con, mấy hôm nay thì năm nay thì coi như mấy anh lái thì biết cũng tình hình cũng khó, nên anh bắt cũng dễ hơn. Có ví dụ mà hơi như vậy nè, hơi nứt nứt như vậy nè, hơi bể đầu ra vậy là mấy ảnh vẫn lấy, nhưng mà đối với sâu úng gì thì không lấy. Vậy thì anh xin phép được giới thiệu với bà con chúng ta một cái giải pháp để chúng ta ngăn ngừa cái thằng sâu đục trái, sau đục trái mít của chúng ta trong cái thời điểm mà trái mít đã vượt qua giai đoạn thụ phấn xong, đã xong giai đoạn thụ phấn, đã cái vỏ trái đã dày lên rồi, thì chúng ta sử dụng giúp cho Hằng Anh là mảnh tướng diệt sâu bọ nhện. Mảnh tướng diệt sâu bọ nhện này một chai 240ml mà con chúng ta pha hẳn với Hằng Anh, pha hẳn vô Hằng Anh là 400 lít nước cho Hoàng Anh, tức là hai phi nước đó. Chúng ta phun vào đâu, chúng ta sẽ phun trực tiếp vào ở trái luôn mà con, và chúng ta nếu mà có đọt non thì chúng ta phun vào đọt non luôn. Chút xíu nữa Hoàng Anh sẽ đề cập tới cái vụ đọt non của cái mít cùng với bà con chúng ta nghe xem tại sao là cái trái mít chúng ta bị méo khi mà bị giật đọt ha, khi mà nó đi đọt. Thì bà con chúng ta nên sử dụng cái bạn mảnh tướng diệt sâu bọ nhện để này, để ngăn ngừa những cái con sâu này trước khi nó chạm vào cái trái của chúng ta. Chứ để mà cái trái nó bị là đục như thế này rồi thì coi như là chúng ta không có bán buôn được gì nữa hết. Và nó đục quá rồi, bà con biết bà con không có xua đuổi nó đi thì nó sẽ bắt đầu tiếp tục, nó lại làm kén, nó no nê rồi nó lại làm kén, nó lại trưởng thành, nó lại tiếp tục đi sinh sản. Nên cái bạn mảnh tướng diệt sâu bọ nhện này gần như là tiêu diệt được hết các cái vòng đời của con sâu, trừ con bướm thì coi như là đâu có biết nó ở đâu đâu mà xử lý, chỉ có là xua đuổi nó thôi, hôi quá nó không tới thôi. Thì bà con nhớ bà con sử dụng dù Hằng Anh trong cái giai đoạn mà nuôi trái như thế này nè, từ khi mà hết cái giai đoạn nhạy cảm nha, giai đoạn này là cái trái mít chúng ta vẫn chưa có thể phun xịt được gì hết nha, giai đoạn này vẫn đang nhạy cảm. Cái trái nhỏ bên này, cái trái bên này cũng đang nhạy cảm nè, bà con cũng chưa phun xịt gì hết. Và cái khi mà cái trái nó lớn rồi, khi trái tầm khoảng 1 ký mấy rồi, 1 ký, để Hoàng Anh kiếm cái trái nào nhỏ, Hoàng Anh quay với bà con. Trái đó thì hơi lớn rồi, chưa có phải là đúng cái cái trái bên này thì nó bị giật méo quá trời. Ở trong kia có trái đó, anh Nghi quay đến trước đây cho bà con chúng ta xem đi. Bên này đang Nghi ơi, bên này trong này có nè. Đây, quay cho quý bà con chúng ta xem luôn trái cửa nào.
Đây, cái trái cỡ này, rồi cái trái này bị tàn ong giữ luôn, chút xíu nó sẽ phân tích với bà con. Cái trái mà cỡ này trở đi là chúng ta phun hằng mảnh tướng diệt sâu bọ nhện là ok rồi. Hạt nhỏ hơn chút xíu cũng được, là nó sẽ không hề bị tác động gì cả cái vụ nám da gì hết á. Nói chung hoàn thành xong quá trình thụ phấn là chúng ta phải phun liền để bảo vệ cái cây, cái trái mít của mình thoát khỏi cái vụ mà bị sâu và bị nhện. Khúc này là nhện, mấy cái nhện này nè, nó có là có dăng tơ như thế này, nó sẽ ẩn trú ở đâu đó thì nó sẽ mảnh tướng diệt sâu bọ nhện sẽ xử lý luôn, sẽ xử lý luôn cho chúng ta những cái con nhện luôn rồi con, tại vì nó khá là mạnh, nó khá là mạnh nhé. Và bà con nhớ nè, ở đây tượng trưng có một cái bắp nè, cái bắp này là chưa có nở, cái bông này là chưa có nở, thì trước khi cái bông này nở cỡ vàng vàng cỡ này là bà con chúng ta sẽ phun một kiểu tích hợp nấm khuẩn cùng với sâu rè giúp dùm Hoàng Anh. Chúng ta pha chung luôn Hoàng Anh là mảnh tướng diệt sâu bọ nhện cộng mảnh tướng diệt nhện rồi mảnh tướng diệt rầy và cộng với lại thằng thần sấm hoặc siêu dép, nếu bà con chúng ta có điều kiện kinh tế bà con đi dùng Hoàng Anh thần sấm luôn nhá. Rồi chúng ta pha chung với nhau và chúng ta phun một cử tích hợp đây luôn, phun một cử tích hợp là phun phủ luôn để sao ạ, để nó bắt đầu, nó nếu mà có tác nhân gây hại thì nó giết tác nhân gây hại đó, nó xử lý tác nhân gây hại đó, còn nếu mà không có thì nó trang bị một cái hệ thống bảo vệ để trong quá trình khi mà cái bông này nó nở ra, khi mà cái bông này nó nở ra đây bà con thấy nè, đây là đang trong quá trình thụ phấn nè, đây là đang trong quá trình thụ phấn mà con không được tác động vô lúc này. Và lúc này bà con chúng ta thấy mà có rầy xanh hoặc nhện hoặc rệp gì vô đây ha, bà con tác động vô là cũng là coi như là cái trái mít của mình á, là nó cái hạt phấn nó sẽ bị ảnh hưởng, là chất lượng hạt phấn nó sẽ bị chết cái hạt phấn của mình nhá. Rồi làm quéo cái da, nám cái da trái của mình là chúng ta không nên phun giai đoạn đó, nên bà con phải nhớ cái cử tích hợp trước khi sao ạ, trước khi chúng ta, trước khi cái trái mít của mình nó nở cái bắp ra, ok chưa ạ. Còn những cái trái lớn cỡ này là bà con chúng ta phun vô tư, phun vô tư và thời gian cách ly trước khi thu hoạch là 14 ngày, bà con chỉ áp dụng như vậy giúp dùng Hoàng Anh là được. Tại giờ miền ngoài người ta không có bao trái thì cái tác nhân ruồi vàng và tác nhân sâu hại nó rất là dễ ảnh hưởng tới trái, mình không bao, mình không tốn tiền bao trái mít nè, mình không tốn nhân sự cho việc bao trái mít nè, thì mình bắt buộc mình phải phun cái bạn mảnh tướng diệt sâu bọ nhện này thường xuyên giúp dùm em ha, thường xuyên giúp dùm em là tầm khoảng là 7 ngày một lần là bà con phải phun. Hoặc nếu khi mà đi vườn mình rảo mình đi vườn mà mình thấy ôi có trái mít kia nó bị rồi thì bà con chúng ta bắt buộc là chúng ta phải phun ngay, cái đối tượng đã xuất hiện là phải phun ngay như quý vị nha. Ok chưa, đây là một cái giải pháp rất là tuyệt vời và giá cũng khá là rẻ thôi, 174.000 cho hai phi nước, tức là 174.000 cho một cái chai mảnh tướng diệt sâu bọ nhện này pha được với 400 lít nước bà con, và 400 lít nước bà không phun biết chừng nào cho hết đúng không. Vườn này giỏi lắm là phun tầm khoảng 3 chai là ok rồi bà con, tại vườn lớn mà. Còn bà con mà 1-2 công đất là chúng ta phun tầm khoảng một bình nữa, khoảng 200 lít là ok rồi nhá. Tại vì lúc này thì đợt non nó cũng, nếu mà chúng ta xử lý tốt thì đợt non nó chưa có ra, thì chúng ta chỉ phun vào để bảo vệ trái thôi. Tại vì sâu hại nó thường tấn công vào khi mà cái đợt non nó ra bà con, thì nó cái đợt non không ra thì chúng ta không có cần phun bảo vệ, chúng ta chỉ phun sơ thôi, nhưng mà cần phải tập trung vào trái. Đây hương vị ngọt ngào là nó tới, nó mò tới, nó quýnh vô dữ lắm dữ. Mà con chúng ta lưu ý việc này giúp dù Hoàng Anh nhé, một cái sản phẩm rất là thú vị, một sản phẩm rất là hiệu quả để quý bà con chúng ta sử dụng, cần ngăn ngừa con sâu đục trái, con ruồi vàng, con nhện đỏ trong quá trình trái mít thái, đang mang trái, đang nuôi trái và đã vượt qua giai đoạn nhạy cảm rồi nhé bà con nha.